Xin chào mọi người. Đúng như cái lịch của mình live stream thì bây giờ đang muộn mất 20 phút. Và chắc chắn là mọi người cũng có thể là đang phải trong giờ làm việc. Và Trang hy vọng là có những ai đó đang tương tác trực tiếp với mình thì hãy cho mình cái lời chào với nhau để truyền cái năng lượng nào. Trang vừa mới kết thúc cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái nội dung, cái chủ đề thứ 3 trên 15. Đó chính là những cái dấu hiệu và giải pháp để chúng ta có thể nhận biết sớm được trẻ có bị mắc cái rối loạn phổ tự kỷ hay là không. Và đây chính là trong cái chuỗi live stream mà Trang sẽ dành cho các cái bậc cha mẹ, đặc biệt những bậc cha mẹ mà có con ở độ tuổi dưới 18 tháng. Cái độ tuổi dưới 18 tháng đây là cái độ tuổi mà chúng ta có thể có cái khả năng nhận biết được sớm để tìm ra những cái dấu hiệu để mình có thể giúp cho những đứa trẻ. Nếu mà giả sử chúng có những cái mắc, có những cái biểu hiện mắc những cái bệnh, cái căn bệnh rối loạn phổ tự kỷ như thế này, thì chúng ta có những cái giải pháp và có cái cách thức nó đúng cho con mình. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là chúng ta cần phải làm cho chính chúng ta là những người cha, người mẹ luôn luôn có những niềm tin vào những đứa trẻ đó. Tôi có được đọc một cái cuốn sách, được chia sẻ một cuốn sách mang tên đó là Tự kỷ, nó không phải là bệnh. Đó nó chỉ là một cái cách sống khác đi của những đứa trẻ mà thôi. Và cái điều này nó sẽ khiến cho những người cha, người mẹ mà đang có con mắc cái chứng tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ như thế này, họ sẽ luôn luôn biết được cái việc là làm thế nào để giúp những đứa con của mình, đúng không ạ? Chủ đề hôm nay của chúng ta đó là cái chủ đề liên quan đến cái phần tăng động giảm chú ý. Còn cái chủ đề thứ tư mới là cái chủ đề mà là liên quan đến cái rối loạn phổ tự kỷ trong 15 chủ đề. Và càng những chủ đề về sau á, về lâu sau á, thì nó rất là hay và sâu. Bởi lẽ nó liên quan đến rối loạn lo âu, rối loạn về giấc ngủ, về tình yêu tuổi học trò, đúng không ạ? Về cái khả năng mà tự gây hại bản thân, tự gây tổn thương bản thân mình. Xin chào Lan Nguyễn, chị chào em. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Lan Nguyễn, chào Liên Hà. Còn những bậc cha mẹ nào nữa mà đang online mà kịp bắt vào cái live stream này, hãy đưa cho Hà Thu Trang những cái lời chào, tiếp thêm cái năng lượng cho cô Trang vào cuối giờ chiều này nhé. Trải qua một cái ngày đào tạo cũng khá là thú vị, khá là tập trung. Cho nên đến thời điểm này là mình vừa mới kết thúc cái buổi đào tạo NLP cho người lớn ngày hôm nay. Cái chủ đề hôm nay của chúng tôi lướt qua, trải qua với nhau, cùng với nhau đó chính là làm thế nào để có một cái sức khỏe toàn diện. Những cái quy trình ví dụ như quy trình năng lượng nóng chảy, quy trình vầng hào quang, hoặc là quy trình Ho'oponopono mà được đào tạo truyền tải cho các bạn ngày hôm nay rất là tuyệt vời luôn. Và nền tảng để học NLP đó chính là việc khả năng hình dung tưởng tượng. Nên các bạn hãy sẵn sàng, nếu như các bạn bước chân vào NLP, hãy kích hoạt cái khả năng hình dung tưởng tượng của mình một cách tối đa nhất. Và cái điều này không chỉ dành cho những cái người lớn như chúng ta đâu ạ, và nó sẽ dùng cho những đứa trẻ nữa. Bởi cái khả năng sáng tạo, khả năng hình dung tưởng tượng của những đứa trẻ nó còn vượt xa người lớn rất rất nhiều luôn. Nếu chúng ta biết được cái bí quyết này thì có thể cài đặt mọi thứ cho những đứa trẻ yêu quý của mình, đúng không ạ? Vâng, xin chào thầy Sika Thiện Trang. Rất là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Lan Nguyễn sang lấy cuốn tài liệu Anthony Robbins nhé, để mình có thể về mình vận dụng luôn. Nó quá tuyệt vời, nó sẽ nói rất rất nhiều đến cái phần động lực, nói rất rất nhiều đến cái phần là làm thế nào để chúng ta xử lý những cái nỗi sợ hãi và niềm tin giới hạn. Và đây chính là cái thứ mà chúng ta hay mắc phải ở trong cái chặng đường chúng ta đi, trong cái hành trình của chúng ta đi, đúng không ạ? Cái chủ đề ngày hôm nay, tăng động giảm chú ý của chúng ta ấy, nó được viết tắt bởi bốn cái từ tiếng Anh là ADHD. Thế là khi bắt đầu từ bây giờ trở đi, trong cái buổi chia sẻ này, cô Trang sẽ không nói lại là tăng động giảm chú ý nữa, mà cô Trang sẽ nói một cái từ viết tắt ADHD. Nó chính là viết tắt bởi cái cụm từ tăng động giảm chú ý bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Thế thì chúng mình sẽ đi với nhau mấy cái nội dung như thế này. Tại sao những cái chủ đề mà nó liên quan đến kiến thức như này thì cô Trang thường hay phân ra thành các mục để cho các cha mẹ dễ theo dõi và dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội vào. Đấy, bởi lẽ là có thể là nó trôi đi đâu đó, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta sẽ là sơ đồ hóa và thành từng mục như vậy thì mình sẽ dễ dàng cập nhật vào trong cái tiềm thức của mình hơn, đúng không ạ? Chúng mình sẽ đi cùng với nhau 6 cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là cái thông tin chung về ADHD.
Nội dung thứ hai, những biểu hiện và phân loại của ADHD, đúng không ạ? Thứ ba nữa là phân loại thì có những cái loại ADHD nào. Thứ tư, làm thế nào để mình xác định được cái trẻ bị mắc ADHD, đúng không? Tăng động giảm chú ý, tăng động giảm tập trung. Và thứ năm, nguyên nhân gây ra ADHD là gì? Và cuối cùng, muốn can thiệp ADHD thì chúng ta cần cái sự can thiệp và hỗ trợ như thế nào, đúng không ạ? Rồi, rất là cảm ơn Lan Nguyễn đã tưới nước cho cô Trang, tưới nước cho chị rồi, đúng không? Thế thì các bạn biết rồi, cái tăng động giảm chú ý ADHD ấy, nó là một cái thể rối loạn mà phổ biến, rất rất phổ biến luôn. Nó không hoàn toàn là cái trẻ bị mắc cái căn bệnh này gọi là mãn tính hoặc là lâu dài, mà nhiều trẻ ở một cái độ tuổi nhất định là chúng bị tăng động giảm chú ý. Mình tin chắc rằng những cái đứa trẻ nào mà cá tính thì có khi cha mẹ cũng đang quy con vào cái việc này rồi. Có nghĩa là quy con vào cái mắc là tăng động giảm chú ý, tăng động giảm tập trung. Bởi vì khá nhiều cái ca trẻ em tới MBB Coaching Lab đang được coach là hầu như các cháu bị giảm tập trung và tăng động. Đó, nhưng những đứa trẻ đó lại không phải là bị mắc ADHD, đúng không ạ? Không phải bị mắc, bởi lẽ nó chỉ là ở một giai đoạn ở một vài khía cạnh nào đó mà thôi. Vậy thì những đứa trẻ mà bị những cái chứng mà liên quan đến cái ADHD này ấy, thì nó thường là gặp rất rất khó khăn, gặp khó khăn trong cái việc chuyện mà tập trung để làm cái điều gì đó mà không thể ngồi yên được một chỗ lâu dài, đúng không ạ? Nhảy nhót rồi mọi thứ, di chuyển, thậm chí là di rời những cái đồ vật này nọ ra các nơi các chỗ mà nó rất là bị dễ bị kích thích. Cho nên là 11% ở trẻ có cái độ tuổi từ 4 đến 17 là dễ mắc cái chứng bệnh này ADHD, đúng không ạ? Tăng động và giảm tập trung, tăng động giảm chú ý đó. Thế thì cái ADHD này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành luôn. Và từ 10 trong số 60% những trẻ bị mắc cái căn bệnh này thì trong đó là ước có 4,5% người trưởng thành bị mắc cái ADHD. Đó, có nghĩa là tổng số những trẻ em mắc thì trong đó có từ 10 đến 60% là nó sẽ bị kéo dài đến cái độ tuổi trưởng thành, đúng không ạ? Và có 4,5% là cái người trưởng thành bị mắc. Đó, có những đứa trẻ là chỉ mắc ở cái giai đoạn nhỏ thôi và sau khi trưởng thành nó hết. Nhưng 4,5% là cái người trưởng thành mà mắc cái ADHD như thế này. Khả năng những đứa trẻ mà cực kỳ cá tính, linh hoạt, sáng tạo, chúng cũng có khả năng mắc cái rối loạn về cái việc là tăng động giảm chú ý trong một cái giai đoạn nhất định. Cái điều đó là các cha mẹ hoàn toàn an tâm và cảm thấy bình thường nhé, không vấn đề gì mà phải lo ngại cả, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, cái trẻ mà mắc ADHD thì có thể gặp rất là khó khăn trong việc tập trung này, kiểm soát hành vi này, và dễ bị kích thích từ phía bên ngoài và hoạt động một cách quá mức. Đây là những điều mà chúng ta có thể quan sát được cho những đứa con ở trong gia đình của mình hoặc cho những học sinh ở trong lớp của mình. Nếu chúng ta càng phát hiện sớm được những dấu hiệu này, chúng ta càng có cái cách hỗ trợ và can thiệp cho con nó dễ dàng và tốt hơn. Cho nên tất cả các bậc cha mẹ hãy lưu ý những cái biểu hiện của con mình để có thể có những cái chẩn đoán đánh giá sơ bộ ban đầu, đúng không ạ? Đó. Một số những triệu chứng có thể tồn tại ở tận đến người lớn luôn. Đó. Mặc dù là không còn đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về chẩn đoán. Đó. Tức là nó không đáp ứng được tiêu chuẩn về chẩn đoán nhưng nó vẫn kéo dài những cái triệu chứng đến cái mức độ người trưởng thành, đúng không ạ? Thế thì những cái người lớn mà tăng động và giảm tập trung ấy thường sẽ là như này. Người trưởng thành ấy sẽ thường phàn nàn về khó khăn này, khi bắt đầu một công việc gì đó này cảm thấy khó thực hiện được cái điều đó này, khi cần chú ý đến chi tiết thì cảm thấy nó rất là khó chịu, bởi vì là cảm thấy phải tập trung rất là mạnh, là cao độ, bởi cái khả năng đó họ bị thiếu hụt, đúng không ạ? Khó khăn trong cái việc tự sắp xếp đời sống, tự sắp xếp công việc, trong cái sự kiên trì để làm một cái việc gì đó thì họ sẽ rất là khó khăn. Đó. Khả năng đòi hỏi sự tập trung suy nghĩ thì đấy là cái điều mà nó thách thức đối với những người trưởng thành mà mắc chứng rối loạn tăng động giảm tập trung như vậy ADHD ạ. Đấy. Thế cụ thể là những cái biểu hiện cho những cái đứa trẻ mà mắc cái ADHD đấy, nó sẽ có những cái dấu hiệu và biểu hiện như thế nào? Nó sẽ có hai cái dấu hiệu quan trọng. Đó là cái dấu hiệu thứ nhất là quá là hiếu động. Quá hiếu động. Xin chào Tuyết Nguyễn, xin chào Nguyễn Văn Bá. Thế thì những đứa trẻ đấy nó quá hiếu động thì cụ thể nó đã có những cái hoạt động như thế nào mà để cho chúng ta nhận biết cái dấu hiệu quá hiếu động
Nó sẽ có những cái dấu hiệu cụ thể như sau các bạn ạ. Thứ nhất, nó là quay người, lắc lư cựa quậy mà ngồi không thể yên. Đó. Thứ hai, đứng lên chạy nhảy leo trèo, và nó rất là nhảy và chạy một cách thái quá. Đó. Thứ ba là nói liên tục bộp chộp hồ đồ và không có suy nghĩ, hay xen ngang. Đó. Nếu mà những đứa trẻ nào mà có những biểu hiện như vậy, các bạn hãy lưu tâm cho những cái dấu hiệu khác tổng hợp theo, đúng không ạ? Dễ nổi cáu này, nó nhấc di chuyển các cái đồ vật ra khỏi chỗ này, rất là tự do, rất tự do. Đó, và chúng ta chả cảm thấy, không cần thấy xấu hổ về việc đó hoặc không quan tâm đến môi trường xung quanh. Đó là những cái dấu hiệu mà của những cái đứa trẻ nó quá hiếu động, một trong hai dấu hiệu quan trọng để nhận biết được trẻ mắc ADHD, đúng không ạ? Luôn cầm nắm các cái đồ vật gì đó và không thể chơi một cách yên lặng được, lo lắng và lăng xăng, thậm chí là thường xuyên ở trong cái trạng thái như là tay gắn cái động cơ gì đó, chân tay gắn động cơ gì đó, chạy nhảy cầm nắm, luồn lách rồi nhấc đồ vật ra khỏi chỗ. Cho nên đây là cái dấu hiệu mà nó quá hiếu động ở những đứa trẻ mà ADHD, thì các bạn lưu ý đây là dấu hiệu đầu tiên nhé, đúng không ạ? Đấy. Thì ai đang trong quá trình làm cha mẹ ở giai đoạn có con ở độ tuổi nhỏ này, thậm chí những cô giáo ở độ tuổi mầm non và tiểu học, đúng không ạ? Thì cũng nên biết được những cái cách để chúng ta nhận ra những cái dấu hiệu sớm như này để có thể tư vấn cho phụ huynh. Và đây là điều rất là đáng quý, đúng không các bạn? Đúng không ạ? Cái dấu hiệu thứ hai, nó là đặc trưng thứ hai của cái trẻ mà mắc ADHD, đó chính là cái việc mà dễ bị kích động. Rất rất dễ bị kích động. Những đứa trẻ ADHD là rất rất dễ bị kích động. Thứ nhất là quá hiếu động, thứ hai là rất dễ bị kích động, đúng không ạ? Thì biểu hiện dễ bị kích động nó biểu hiện ở những cái cụ thể như thế nào, những cái dấu hiệu cụ thể như nào, thì các bạn có thể thấy là như thế này. Chúng sẽ hành động không cân nhắc, không suy tính trước luôn, rất bộp chộp, luôn hành động. Đó, luôn hành động, không cân nhắc, bộp chộp, không suy nghĩ trước. Thứ hai, nó chuyển từ hành động này sang hành động khác. Chúng nó chuyển từ hành động này sang hành động khác, cũng một cách gọi là gì, không có thời gian chuyển, rất nhanh chóng luôn, không đợi đến lượt mình được. Nó rất là khó khăn trong cái chuyện chờ đợi, mà nó chen ngang, nó xếp hàng nó cũng chen ngang, nó ăn uống hoặc làm cái điều gì đó nó cũng chen ngang mà nó không chờ đợi được. Đó, đó là những đứa mà bị ADHD rất là rõ luôn, những đứa trẻ. Và nó bật ra những cái câu trả lời mà trước khi nghe xong câu hỏi luôn. Nếu mà bạn đặt một câu trả lời nào đó mà những bọn trẻ mà nó cứ bật ra câu trả lời trước khi nghe xong câu hỏi, đấy cũng là những cái dấu hiệu, đúng không ạ, của những đứa trẻ ADHD, đúng không ạ? Thứ hai nữa là hấp tấp ngắt lời, chen ngang nói leo, đó là những cái dấu hiệu rất dễ nhận thấy. Và một cái dấu hiệu nữa là không đợi được hướng dẫn và cũng không muốn tuân theo cái luật chơi. Nếu mà chúng tham gia vào một cái trò chơi nào đó, chúng tham gia vào một cái game nào đó, thì chúng rất là không muốn nghe những cái lời chỉ dẫn và không muốn đợi cái sự chỉ dẫn, bộp chộp chơi luôn. Có thể biết biết một chút thôi thì chúng nó đã hành động những cái hành động đó rồi, phá luật chơi luôn rồi, đúng không ạ? Và không tuân theo cái luật chơi. Đó là những cái đứa trẻ ADHD dễ nhìn thấy. Và xin chào Nguyễn Hùng ạ. Đó, không biết là mọi người ở đây có con đang trong độ tuổi nhỏ hay không, hoặc đang làm nghề giáo hay không. Nhưng mà nếu chúng ta đang có con ở trong độ tuổi nhỏ, mầm non hoặc tiểu học, thì các bạn hãy quan sát hết cái video, hết cái live stream này, để các bạn có thể nhận ra được những cái dấu hiệu và những cái giải pháp nguyên nhân cho chính những việc này, đúng không ạ? Và cũng có thể là đi chia sẻ ở nơi nào đó, tư vấn cho phụ huynh, để giúp các phụ huynh có thể nhận biết ra được những cái dấu hiệu cho những đứa trẻ, để có những cái giải pháp can thiệp sớm cho chúng, thì nó sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Vậy thì những cái đứa trẻ mà tăng động, giảm tập trung, chúng nó sẽ có các cái loại như thế nào? Chúng nó sẽ có 3 loại. Loại thứ nhất là quá hiếu động, dễ bị kích thích là chủ yếu, đúng không? Dễ bị kích thích là chủ yếu. Loại thứ hai là gì? À, dễ bị giảm sự tập trung là chủ yếu. Còn loại thứ ba là kết hợp cả hai loại trên, tức là quá hiếu động, quá dễ bị kích thích mà lại cũng quá là giảm tập trung. Cái loại thứ ba là loại nặng hơn cả, đúng không? Vì nó kết hợp với hai yếu tố đó, yếu tố dễ bị kích thích và là dễ bị mất tập trung, đúng không ạ? Dễ bị kích thích nó hiếu động lắm, đúng không ạ? Vâng, xin chào ba ông Đặng, xin chào Đặng Thủy. Đó, thế để các bố mẹ mới thấy rằng là cái điều này thực ra nó không quá đáng là lo lắng, nhưng mà chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta có cái cách can thiệp sớm cho con mà thôi, đúng không? Vậy thì làm thế nào để chúng ta xác định được là trẻ là mắc cái ADHD này? Làm thế nào ạ? Chúng ta sẽ quan sát những cái dấu hiệu mà chúng ta thường thấy ở trẻ, gồm 3 cái dấu hiệu ban nãy, mà chủ yếu là 2 dấu hiệu quan trọng. Đó là gì? Trẻ quá hiếu động và trẻ dễ bị
kích thích. Đó là hai cái dấu hiệu thưa các bố mẹ. Và sau đó nữa thì muốn xác định được cái điều trẻ có bị ADHD hay không, chúng ta cần gì ạ? Cần gì? Cần có sự chẩn đoán và đánh giá từ phía chuyên gia một cách chính thức, đúng không ạ? Vâng, xin chào bạn Thủy. Cảm ơn lời chào của em. Cho nên, nếu như trong cái trường hợp mà các bạn đã quan sát thấy được những cái dấu hiệu ban đầu khởi phát đấy từ những đứa con của mình, thì các bạn phải đưa con đến để nhóm chuyên gia đa chức năng đánh giá cái điều này một cách chính thức, đúng không ạ? Tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ là gì? Kết luận sớm về cái điều này, quy nạp cho con mình hoặc quy nạp cho học sinh của mình bởi cái điều này. Và cái điều này là cái điều nên tránh, đúng không ạ? Bởi những đứa trẻ bị quy về cái tội đó, quy về cái bệnh đó, thì bạn bè của chúng rất là hay gièm pha, hay chê cười, và chúng càng lâm vào cái việc là chúng bị cô lập hơn. Và điều này sẽ khiến cho chúng khó có cái cơ hội để chúng nó thoát ra khỏi những cái thứ mà chúng là mắc kẹt, đúng không các bố mẹ, đúng không các cô giáo, đúng không ạ? Đó, cho nên những cái quan sát của người thân và phụ huynh nó chỉ là gì? Nó chỉ là những cái thứ nó mang cái tính chất là thông tin bổ sung mà thôi. Và chúng ta sẽ hãy đưa con đến những cái nhóm chuyên gia, những cái trung tâm mà nó chuyên nghiệp để nó đánh giá, chẩn đoán chính thức cái việc này, giúp cho những đứa con của mình có cái giải pháp tốt nhất trên cái con đường phát triển của chúng, đúng không ạ? Được không các bố mẹ, đúng không ạ? Rồi, thế thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi như thế này: nguyên nhân nào dẫn đến cái việc trẻ nó sẽ mắc cái rối loạn tăng động, giảm tập trung? Nó sẽ có những cái nguyên nhân như sau. Có cái giả thuyết nó cho rằng đó là về gen di truyền, và đấy cũng là một cái nguyên nhân, nhưng mà chưa kết luận hoàn toàn chính xác và trực tiếp rằng là hoàn toàn do gen di truyền. Một phần như thế thôi, và chúng ta sẽ đưa cái giả thuyết là nó sẽ là về gen di truyền. Mà gen di truyền thì khả năng chữa khỏi là dễ thì là không, đúng không ạ? Mà nó sẽ cải thiện được tình hình theo cái độ tuổi và do cái cách ta hỗ trợ cho con của mình, được không ạ? Rồi, cảm ơn Lương Phương Thảo. Xin chào Thảo Hiền. Đó, việc thứ hai nữa, đó là cái giải thuyết, một cái giả thuyết mà các nhà khoa học đã đưa ra, đó là cái việc mà chúng ta sử dụng nhiều đường quá thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà tăng động, giảm tập trung. Nhưng cái giả thuyết này đã bị bác bỏ. Đó, cho nên các bạn cũng nếu mà có dùng đường cũng không quá lo ngại. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì nó là gì? Đường là kẻ giết người thầm lặng. Cho nên các bạn hãy tách khỏi đường ra cái chế độ ăn uống và dinh dưỡng hàng ngày của chính mình, những người thân trong gia đình của mình. Tách khỏi đường, hạn chế đến mức tối đa có thể nhất, vì đường là cái kẻ giết người thầm lặng khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Tạo ra những cái sự rối loạn trong chuyển hóa kinh khủng khiếp, và những cái bệnh tật cũng kinh khủng khiếp, đúng không ạ? Đó, và các cái nguyên nhân khác nữa thì chưa có một cái thống kê chính thức nào cả. Cho nên các bạn cũng không lo ngại, có thể đâu đó có những sự đột biến ở trong gen, có thể đâu đó ở trong cái quá trình chúng ta chăm nuôi trẻ thì nó sẽ sinh ra cái câu chuyện là nó sẽ mắc cái chứng rối loạn tăng động, giảm tập trung trong một cái giai đoạn nhất định trong cái chặng đường phát triển của những đứa trẻ mà thôi. Cũng không quá đáng lo ngại, chỉ quan sát tinh tế ý hơn, tinh tế hơn, thường xuyên hơn để giúp cho con mình là có những cái hỗ trợ hoặc những cái đánh giá kết luận kịp thời chính thức để ta có một những cái giải pháp cho con của mình, đúng không các bậc cha mẹ, đúng không ạ? Thế thì cái điều mà các bạn quan tâm, điều các bạn quan tâm là gì? Vậy thì tăng động giảm tập trung được cải thiện như thế nào, mà bằng cách như thế nào để giúp cho những đứa trẻ của chúng ta có cái khả năng là được tập trung hơn trong học tập, tập trung hơn ở trong cái công việc của chúng, trong cái nhiệm vụ mà chúng đang được giao. Các bạn biết rồi, với những đứa trẻ thì khả năng tập trung không có được lâu, tối đa nó sẽ là 45 phút, và ở cái thời gian nó là tuyệt vời nhất thì nó là 30 phút, khả năng có thể là 20 phút. Cho nên mỗi khi chúng ta giao một cái nhiệm vụ gì đó hoặc để cho con nó ngồi gì, ngồi học, thì chúng ta hãy chỉ đặt mục tiêu maximum là 30 phút mà thôi. Và thường thường khi tôi quan sát những đứa trẻ thì khả năng của nó chỉ được 20 đến 25 phút, là chúng nó đã phải muốn nhấp nhổm để chuyển đổi cái trạng thái rồi, ngắt trạng thái, thay đổi trạng thái để làm một cái việc gì khác, và sau đó chúng nó sẽ quay trở lại. Và cái điều này thì cha mẹ hãy giúp cho con mình bằng cái cách, nếu như bạn nào đó mà bị cái chứng gọi là tăng động, mất tập trung, các bạn hãy đưa ra cái giải thưởng gì đó cho con, treo một cái giải thưởng gì đó cho con, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, sẽ mua cho con một cái đồng hồ, gọi là đồng hồ báo giờ,
đúng không ạ? Bạn có thể đặt 15, 20 phút. Và sau khi con học xong cái khoảng đó, con nó sẽ được cộng điểm. Các bạn hãy đưa một cái mức điểm gì đó tương đương với tiền. Ví dụ như các bạn được 5 điểm ghi vào sổ, tương đương với 5.000 đồng cho cái việc đó. Nếu con có khả năng làm được việc đó thì con được tích lũy những cái điểm nó được cao hơn. Và đấy là cái cách khuyến khích trẻ tập trung và trẻ đi dồn cái sự chú ý vào một cái việc gì đó cho chúng. Có nhiều đứa trẻ khi mà đến MBB Coaching Club và được coach bởi những master coach tại MBB, để chúng được huấn luyện, thử thách nó được dần cao lên khi chúng được giao một cái bài tập gì đó tại nơi coach, đúng không ạ? Và như vậy đấy là cái cách mà rèn giũa và nâng cái cấp độ tập trung của con nó ở cái con trẻ lên cái mức độ nó cao hơn, thời gian thì lâu hơn, nhưng tối đa cũng chỉ là ở cái thời điểm 30 đến 45 phút cho những đứa trẻ thuộc cấp 3. Những đứa trẻ trẻ hơn thì các bạn nhớ đó là gì? 20, 25 phút mà thôi, đúng không ạ? Và đặc biệt nó sẽ khó có thể ngồi một mình để làm được cái việc đó. Và đây là cái cách để các bạn có thể giao cái nhiệm vụ cho nó được tốt hơn. Vậy thì muốn có thể giúp cho con mình là khắc phục và cải thiện được cái việc là tăng động, giảm tập trung, thì các bạn hãy ra những cái bài tập ở những cái cường độ nhích dần lên cho chúng ở thời gian là được dài lên này, được lâu hơn này, và là gì? Và là giao một cái nhiệm vụ gì đó là tập trung hơn này, bằng cách khích lệ chúng và đặt một cái khung thời gian, đúng không ạ? Một cái đồng hồ báo giờ 15 phút, 20 phút, và sau khi đó thì chúng được thưởng. Và các bạn hãy tích cực để thử cái cách như thế này nhé, để cho con mình xem là con mình trước đây chỉ ngồi được 10 phút thôi nhấp nhổm, và bây giờ chúng có thể tăng lên 15 phút, tăng lên 20 phút. Và đó là được thành công bước đầu tiên của mình rồi. Chưa nói về chất lượng hiệu quả chúng nó thu nạp ở trong cái thời gian đấy là bao nhiêu. Nhưng hãy rèn cho chúng cái cách để ngồi tập trung vào một việc ở trong vòng 20 phút. Đấy là bài tập để dành cho các bậc phụ huynh, đúng không ạ? Thời gian kéo dài ra. Và các bạn hãy ứng dụng cái NLP để cài đặt và tiềm thức cho con mình bằng cái cách đó là gì? Xin chào Thảo, xin chào cô Thảo. Cảm ơn em. Đặt cho con mình, cài đặt cho con mình vào cái tiềm thức là con hoàn toàn trở thành một người tập trung sắc bén vào mục tiêu của mình. Đó là cái ngôn từ đầy sức mạnh để con đạt được cái mục tiêu mà con mong muốn. Và con hoàn toàn là cái con người rất là điềm đạm, đúng không? Lịch sự. Đấy là những cái ngôn từ để giúp cho những đứa trẻ mà bắt đầu ở cái ngưỡng đang bị tăng động, giảm tập trung, để chúng bắt đầu điềm đạm dần, chúng bắt đầu suy nghĩ trước khi hành động dần, đúng không ạ? Và đây là cái thứ mà các anh chị nếu có cái công cụ NLP trong tay thì các anh chị có thể là dùng cả cái phương pháp kể chuyện ẩn dụ nữa. Hãy là rót vào tiềm thức của chúng những cái câu chuyện ẩn dụ mà chuyển cái thông điệp là cần phải được tập trung thì mới giành được cái kết quả tốt nhất, đúng không ạ? Và xin chào Linh Hương, chào Ami Hương. Đó. Vậy thì có lẽ gì mà chúng ta có đầy đủ và có rất nhiều những công cụ trong tay mà chúng ta không có thể là giúp được những đứa trẻ tăng động, giảm tập trung, cải thiện được cái tình hình của chúng. Cô Trang xin kể một câu chuyện như này. Có một bà mẹ gọi điện đến MBB rất muốn là coach cho con mình. Chị ấy nói rằng là con của chị năm nay học lớp 6. Cách đây mấy tháng trước cái lúc mà nghỉ hè thì con không đến nỗi quá là tăng động mất tập trung. Nhưng bắt đầu là vào tháng 7 là đi học là cái việc mà tăng động mất tập trung nó còn tăng cao hơn. Chị rất muốn đưa con đến đây. Nhưng khi chị hỏi cô Trang, chị hỏi rằng cô Trang có thể xử lý được cái việc mà đưa con chị trở lại trạng thái tập trung trong vòng một tuần được hay không? Cô Trang trả lời được. Có, khi và chỉ khi có sự phối hợp của chính đứa bé, chính cha mẹ của chúng và cô Trang. Đó. Nhưng mà Trang không cam kết rằng sau một tuần thì con lại tập trung hoàn toàn 100% giống như cái thời gian mà chị hài lòng về cháu. Đúng không ạ? Bởi cái lẽ là cái sự chuyển hóa như thế đối với một đứa trẻ thì còn cần hơn thời gian dài hơn là người lớn. Trong khi đó thì cái việc thực hành và cái việc mà sát cánh cùng với con thì nó phụ thuộc vào chính cha mẹ. Chứ không phải cha mẹ đem con tới MBB Coaching Club mà giao toàn bộ đứa trẻ đấy cho coach và sau đó thì mong muốn nhận được một cái sản phẩm nó tuyệt vời hơn từ coach mang trở về nhà, được không ạ? Và sau đó chị nói rằng ồ, hỏi mức phí, cha mới nói rằng có hai mức phí, nếu cái coach mục tiêu thì là 12 triệu, nếu coach trầm cảm cho một đứa trẻ tối thiểu 20 triệu. Chị cho rằng nó rất là đắt và chị đi tìm kiếm cái đơn vị khác, tìm kiếm cái trung tâm khác, tìm kiếm chuyên gia tâm lý khác. Và Trang cũng nói rằng là chị có thể là
đi tìm kiếm những cái đơn vị khác nơi khác cũng rất là được, không vấn đề gì cả, mà cũng rất là đúng thôi. Bởi vì nếu chị đặt mục tiêu là làm sao cho cái phí nó rẻ nhất mà con mình trưởng hóa nhanh nhất, thì chắc chắn khó có một cái nơi nào có một cái chuyên gia để có thể là care, đồng hành, song hành cùng với chính chị ấy và đứa trẻ ấy để cho nó trúng, để cho chúng chuyển hóa thật là nhanh, rất rất khó, đúng không ạ? Và Trang hy vọng rằng là chị có thể tìm kiếm cái câu trả lời phù hợp cho mình để xử lý cái vấn đề mà chị đang mắc kẹt, bạn ấy đang mắc kẹt, đứa trẻ lớp 6 đang mắc kẹt. Và thực ra cái điều này, thưa các phụ huynh biết rằng là để thay đổi cái hành vi, một cái thói quen mới cho một đứa trẻ, nó sẽ rất mất nhiều công sức và thời gian nếu chúng ta không giúp chúng lặp đi lặp lại. Nếu cái thói quen đó không được thực hành lặp đi lặp lại và cha mẹ không có sát cánh cùng, thì cái con người cũ của đứa trẻ đấy nó sẽ dễ dàng quay trở lại. Đấy là điều chắc chắn. Và các cha mẹ nhớ rằng coach không phải là liều thuốc tiên, không phải là uống xong một cái là chuyển hóa và chuyển hóa mãi mãi, đúng không ạ? Không thể chuyển hóa bền vững và mãi mãi được. Để hãy bắt đầu bằng việc mà thiết lập những thói quen cho trẻ dựa trên những công cụ và phương pháp mà các coach truyền đạt lại cho chính bố mẹ. Thứ hai nữa là để trẻ được tác động bởi những coach chuyên nghiệp dẫn dắt chúng tạo nên những cái hành vi mới, thói quen mới, tư duy mới. Và đấy là khởi đầu cho những cái bước tiến của trẻ, đúng không ạ? Đó. Thế thì là những cái tình trạng mà trẻ mắc rối loạn tăng động và giảm tập trung á, hay là cái trường hợp mình nói tắt đó là ADHD, thì các bạn phải đưa đến chuyên gia, đúng không ạ? Còn nếu như có trong tay các công cụ về NLP rồi, thì các bố mẹ hãy vận dụng tối đa nhất cho mình bằng cái cách như vậy. Thế cái buổi chia sẻ về cái concept là tăng động giảm tập trung đối với đứa trẻ, chủ đề thứ 3/15 của cô Trang tạm dừng ở đây, và hy vọng những cái chủ đề tiếp theo sẽ mang lại được những cái ích lợi gì đó cho những đứa trẻ hoặc cho những cái cặp vợ chồng mà có thể đang loay hoay không biết tìm kiếm tại nơi nào để có thể giúp những đứa trẻ hoặc giúp chính mình những cái phương pháp một cách chuyên nghiệp nhất, đúng không ạ? Và xin chào Phạm và Toàn Thắng, xin chào Nguyễn Thu Hà. Gặp lại các bố mẹ ở live stream tiếp theo vào ngày mai. Cô Trang sẽ cố gắng là làm cái chuỗi live stream này hàng ngày để cho 15 chủ đề này nhanh chóng được chuyển tới các bố mẹ. Và hy vọng đây là những cái thứ mà nó mang lại những cái lợi ích, những cái hữu ích, những cái thông tin có giá trị cho gia đình nào đó, cho những đứa trẻ nào đó, đúng không ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ở live stream ngày mai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tương tác.